Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, từ 9 giờ tối ngày 8 tháng 9, Tân Cương tiếp tục có mưa trong hơn 10 giờ. Trận lũ quét đã cuốn trôi đoạn 3608-3615 km của quốc lộ 312, gây ra sạt lở, khiến hơn 300 phương tiện và hơn 1.000 hành khách buộc phải ở lại. Nước lũ cũng tràn vào nhà của một số nông dân ở thị trấn Ebao, thành phố Hami, bên cạnh đường cao tốc. Từ tối ngày hôm trước, các nhân viên thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hami và bộ phận quản lý giao thông đường cao tốc đã khẩn trương đến hiện trường để phân luồng cho người đi bộ và phương tiện qua lại. Ngoài ra, do mưa xối xả, tỉnh lộ Tân Cương 303 Hami Balikpun Mule Phukang cách quận tự trị Balikpun, Kazakhstan 40 km về phía tây đã bị lũ cuốn trôi vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 9, khiến các phương tiện không thể qua lại. Hiện đang sửa chữa khẩn cấp. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, cáp quang thông tin liên lạc giữa thành phố Hami và huyện Bakun, Tân Cương đã bị cắt đứt do lũ lụt và việc sửa chữa khẩn cấp cũng đang được tiến hành. Theo Tân Hoa xã, bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới mạnh Bilis vào chiều 2 ngày trước, mưa lớn thường xuất hiện ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông khoảng 22 giờ ngày hôm đó. Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu ở Quảng Đông tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng giữa Giang Tan và Lê Trang. Sau đó, các tuyến thượng nguồn và hạ lưu bị gián đoạn, giao thông đường sắt bị cản trở nghiêm trọng. Hiện tại, bộ phận đường sắt đang nỗ lực hết sức để cứu vãn tình hình. Tính đến thời điểm báo chí ngày 8 tháng 9, hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại các ga Chenju, Henjiang, Changsha và các ga khác ở Hồ Nam. Sau trận lũ lụt xảy ra, khi viết báo cáo về việc gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân đã chỉ đạo phải nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả hành khách, đảm bảo an toàn của nhân viên đường sắt và gia đình của họ, sửa chữa và thông tuyến càng sớm càng tốt với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngay trong đêm hôm đó, đường sắt đã nhanh chóng bố trí 1.496 hành khách trên chuyến tàu T-256 bị lũ bao vây đến trường học gần đó. Không có hành khách nào bị tai nạn. Hiện tại, các ga Quảng Châu, Thiều Quan, Trần Châu, Hành Dương, Trường Sa, Chu Châu, Lâu Di, Nhạc Dương, Hoài Hóa và các ga đường sắt khác đã kịp thời mở cửa sổ cho hành khách đến làm thủ tục như hoàn tiền, thay đổi chuyến. Cục Đường sắt cho biết, do số lượng lớn các khu vực bị ngập lụt và lượng mưa không ngớt, nhiều tuyến đường đã bị phá vỡ, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ đường sắt. Dự kiến việc khôi phục tuyến sẽ mất một thời gian. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mưa lớn, hầu hết các chuyến tàu khởi hành từ các ga đường sắt ở tỉnh Quảng Đông về phía Bắc qua tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đã dừng hoặc chạy theo đường vòng. Và hầu hết các chuyến tàu đi về phía Nam thông qua tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đến các ga đường sắt khác nhau ở Quảng Đông cũng dừng lại hoặc chạy theo đường vòng. Điều này cũng được hiểu rằng dưới ảnh hưởng của Bilis, lượng mưa lớn đã xảy ra ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Chiết Giang và các tỉnh khác. Một số con sông ở Hồ Nam, Quảng Đông và Phúc Kiến đã trải qua lũ lụt vượt quá mực nước đảm bảo hoặc cảnh báo và trận lũ lụt lớn nhất được ghi nhận đã xảy ra ở Lệ Thủy, một nhánh của sông Tương Giang và Yushu, một nhánh của sông Bắc Giang. Từ 5 giờ ngày thứ Hai đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9, tổng cộng 28 quận, thành phố ở tỉnh Hà Nam đã có lượng mưa tích lũy vượt quá 100mm vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư do mưa xối xả liên tục ở Trịnh Châu. Tuyến từ Công Nghĩa Đông đến Mogu, K627 km cộng 150m trong đoạn Trịnh Châu của đường sắt Long Hai bị sập sau 7 giờ hoạt động. Cũng chịu ảnh hưởng tổng hợp của luồng không khí ấm và ẩm phía Tây Nam và đường cắt độ cao ở rìa đỉnh cận nhiệt đới. Từ ngày thứ Hai vừa qua, mưa lớn lần đầu tiên xuất hiện ở Su Trang và Yuku ở trung tâm tỉnh Hà Nam và khu vực mưa lớn đã phát triển theo hướng Tây và Bắc từ ngày thứ Hai đến đêm ngày thứ Ba. Mấy ngày qua, Trịnh Châu, Lạc Dương, Giao Chỉ, Tân Hương, Khai Phong và các khu vực khác đã lần lượt trải qua những trận mưa lớn. Lượng mưa lớn trong ngày 3 vẫn còn ở khu vực ven sông Hoàng Hà. Từ 5 giờ ngày thứ Hai đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9, lượng mưa tích lũy tại 28 quận, thành phố ở Hà Nam đã vượt quá 100mm và trung tâm của lượng mưa lớn nhất nằm ở Changji, với lượng mưa tích lũy là 355mm. Sáng Chủ nhật, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đưa ra dự báo thời tiết, nhắc nhở các khu vực có lượng mưa lớn chuẩn bị phòng chống lũ lụt, đồng thời đưa ra phương án khẩn cấp về dịch vụ khí tượng đối với các diễn biến thời tiết lớn trong mùa lũ. Lúc 7 giờ 35 phút ngày thứ Ba, lúc 2 giờ ngày thứ Tư và lúc 3 giờ 10 phút ngày 8 tháng 9,
Đài quan sát khí tượng tỉnh đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng và cam. Kính thưa quý vị, Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện, được mở vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu. Khi hạ lưu khô cạn, nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng, khu tự trị Tân Cương đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nhiệt độ cao tuyết tan và 21 con sông bao gồm dòng chính của sông Tarim và các phụ lưu của nó, sông Jerikian, sông Aksu và sông Wegan đã trải qua những trận lũ lụt vượt quá tốc độ dòng chảy cảnh báo. Sở Tài nguyên nước của khu tự trị đã nâng cấp khả năng phòng chống lũ lụt lên cấp 4. Ngoài ra, lưu vực sông Dương Tử nằm trong mùa lũ những năm trước đó đã rơi vào tình trạng khô hạn, bao gồm các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Tứ Xuyên và các thành phố trực thuộc Trung ương bị hạn hán, diện tích 9,67 triệu hectare và 830.000 người khác ghi nhận bị ảnh hưởng vì thiếu nước do hạn hán. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện được mở vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu. Khi hạ lưu khô hạn, nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Hiện nay, tình hình hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử đang rất nghiêm trọng và tổng chiều dài của các con sông ở Hồ Nam dài hơn 1.000 km. Gần đây, lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc đã trải qua hạn hán nghiêm trọng, bao gồm cả trung và hạ lưu sông Dương Tử, cũng như mực nước của hồ Poyang và hồ Đông Tinh, tất cả đều thấp nhất trong lịch sử. Toàn bộ tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán vừa phải, với tổng số 1.088 km sông bị khô hạn. Trong một đoạn video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người trong video đang đi bộ qua sông Dương Tử đã quá khô hạn. Hạn hán ở những nơi khác lại càng không thể tưởng tượng được. Tôi không biết có bao nhiêu cây trồng bị khô héo vì thiếu nước hoặc thậm chí không thu hoạch được nữa. Ngày 8 tháng 9 là thu phân hay lễ hội thu hoạch? Ngày 8 tháng 9, một số chuyên gia nói rằng sản lượng ngũ cốc đã tăng trong năm nay. Nếu những năm trước thì có thể tin vào điều đó được, nhưng năm nay đã phải trải qua đợt hạn hán và nhiệt độ cao chưa từng có này, nên sẽ không thể nào tin lời của các chuyên gia. Sáng ngày 9 tháng 9, vào lúc 6 giờ, tôi thấy một tìm kiếm nóng trên Weibo nói rằng 95% Giang Tây là cực kỳ khô hạn, khô khan lắm. Hình như trước đây ít khi nghe thấy từ này, nhưng năm nay người dân đã học được rất nhiều. Sau 73 ngày hạn hán nghiêm trọng, hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã bị nứt. Và bây giờ, đáng ra là mùa nước nổi, nhưng nó đã khô cạn lâu ngày một cách bất thường, thật không thể tin được. Ai có thể nghĩ rằng đây là Giang Tây có nguồn nước đầu tiên? Mùa hè này, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi áp cao cận nhiệt đới mạnh, nhiệt độ cao và hạn hán, nhiệt độ cao 45 độ ở Trùng Khánh đã kéo dài trong một thời gian dài. Trong điều kiện nhiệt độ cao và hạn hán này, mọi người chú ý đến cháy rừng ở Trùng Khánh, nghĩ rằng Trùng Khánh dập tắt được cháy rừng là một thắng lợi, nhưng họ không quan tâm lắm đến hạn hán ở những nơi khác, mà họ chỉ biết mơ hồ rằng hồ Poyang đã trở thành thảo nguyên. Bây giờ, đồng cỏ hồ Poyang đang khô cạn. Nhìn cảnh này không khỏi bàng hoàng, hơn nữa hạn hán cũng rất dễ xảy ra cháy rừng. Trên nền tảng video ngắn thấy ai đó đăng về cháy rừng và không chỉ ở Giang Tây mà còn ở Hồ Nam bên cạnh. Mực nước sông Dương Tử cũng xuống thấp kỷ lục, một số người có thể đi bộ từ Hồ Bắc đến Kiểu Giang, Giang Tây. Không biết có bao nhiêu cây trồng sẽ bị khô héo hoặc thậm chí không thu hoạch được nữa. Bây giờ mưa mùa thu hoa Tây đang rơi trên thượng nguồn sông Dương Tử. Và mưa mùa thu liên tục làm ẩm đất, có lẽ phải nói rằng nó nên chảy xuống vùng hạ lưu. Tại sao vùng hạ lưu vẫn khô như vậy? Nguyên nhân chính là do mùa hè năm nay quá khô hạn. Cơn mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc không đủ để phục hồi máu từ hồ chứa thượng nguồn. Vào thời điểm trong năm, đập Tam Hiệp sẽ bắt đầu trữ nước để sử dụng vào mùa đông vì mùa đông ít nước hơn. Những vụ thu hoạch đông những năm trước phải trữ nước đến 175 cm, năm ngoái lúc này là 169 m, nhưng nay chỉ còn chưa đầy 147 m. Nước từ trận mưa thu ở miền Tây Trung Quốc không đủ để lấp đầy dung lượng lưu trữ của Tam Hiệp và nó phải sống sót qua mùa đông dài. Yao Weigang, Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết rằng, nguồn cung cấp nước cứu trợ hạn hán hiện tại có thể kiểm soát được và sẽ tiếp tục tối ưu hóa các phương án điều phối chung của các hồ chứa trên lưu vực sông Dương Tử để đảm bảo an toàn cấp nước đô thị và nông thôn. Kể từ tháng 7 năm nay, lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử đã giảm gần 50% so với cùng kỳ các năm trước, dẫn đến lượng nước của sông Dương Tử và các phụ lưu chính của nó giảm từ 20% đến 80%.
Yao Wengang chỉ ra rằng mực nước hiện tại của dòng chính sông Dương Tử, hồ Poyang và hồ Đông Tinh đã giảm 4,56m xuống còn 7,72m trong cùng kỳ những năm trước. Trạm thủy văn Xinji, tiêu biểu nhất ở hồ Poyang, đã đo được mực nước 7,1m vào ngày 8 tháng 9, phá kỷ lục thấp nhất là 7,11m vào năm 2004 và lập mức kỷ lục mới nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 1951. Trạm thủy văn Xinji đã ghi nhận mực nước cao nhất trong năm nay là 19,43m vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, kể từ tháng 7, tỉnh Giang Tây Trung Quốc đã liên tục xảy ra hạn hán và lượng mưa đã giảm khoảng 60% so với cùng kỳ những năm trước, khiến mực nước hồ Poyang giảm mạnh. Vào các ngày 6 tháng 8, 19 tháng 8 và 6 tháng 9, lần lượt bước vào mùa cạn dưới 12m, mùa cạn dưới 10m và mùa cực khô dưới 8m, tiếp tục phá kỷ lục sớm nhất trong lịch sử. Mực nước sông Dương Tử tiếp tục xuống đã lộ ra đường mòn Yangtze, thu hút du khách đến chụp ảnh tại đây. Tin tức Surin đưa tin rằng tất cả 122 quận và khu vực đô thị ở tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với hạn hán vừa phải, trong đó 91 quận và khu vực đô thị đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. 116 con sông với diện tích thoát nước với hơn 50 km2 trong tỉnh đã bị chia cắt và tổng dòng chảy bị cắt dài 1.088 km. Do hạn hán không có nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, nhiều khu vực bị thiên tai đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách khoan giếng và tạo mưa nhân tạo để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!